Sau đây thầy sẽ hát một cái phần rất là nhỏ trong cái bài hát là về thi môn toán lớp 10 đi, dựa trên cái tác phẩm là Về đâu mái tóc người thương. Tác giả là thầy giáo Đỗ Văn Bảo, giáo viên toán của tuyển C47. Đoạn đầu thầy sẽ hát Y Sì Nguyên cái bài mái tóc người thương, và cái đoạn lên cao sẽ là môn toán. Rồi cái clip đầy đủ sẽ gửi đến các em trong thời gian sớm nhất. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xoa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió lùa vai gầy, lầu kín trăng về không lối chiếu, gác cao ngàn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi nhiều. Đôi khi đi tìm min hoặc mác, bất đặng thức cô xin. Và khi mẫu tung tăng đổi thay, nhớ xét về thay đổi, giảm tăng theo mẫu, mắc min xong rồi bài toán công việc cũng thế thôi. Thời gian là ích thường hay đạt, tìm mối liên hệ theo nắng soát, mối liên quan tìm ra là em có mấy phương trình. Hẹn gặp lại các em trong một bài đầy bổ giữa song ca thầy Bảo với thầy Toản trong những ngày gần nhất. Xin chào tạm biệt.